Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 620 đến chương 624. Đáng tiếc tộc trưởng trịnh gia cũng đã chết. Người này là tứ chuyển cao dai, là cường thủ. Nếu có thể còn sống, tộc trưởng bối ra lại thở dài một tiếng. Đây cũng là vì tộc trưởng trịnh gia quá ham chiến, thi triển 12 phần khí lực, chém giết quá hung ác. Sau khi đánh lâu, dẫn đến chân nguyên tiêu hao rất lớn. Khi muốn chạy trốn, lại bị con dạ lang vương bao vây chặn đánh, cuối cùng đã không chạy trốn thành công quân đoàn điện mâu của trịnh gia hầu như bị tàn sát không còn chỉ còn lại hai ba người hai chuyện này đã tạo thành sự đả kích trí mạng đối với sĩ khí toàn tộc trịnh gia tộc trưởng hy sinh quân đoàn không còn trịnh gia đã mất đi sức chống cự sau đó triệt để tan tác đám người cát ra xông vào doanh địa triển khai đồ sát trịnh gia không còn chiến ý người thì liều mạng chạy trốn người thì cầu xin tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên tai có đôi khi thậm chí còn xuất hiện cảnh một vị cổ sư nhất chuyển đuổi đánh hai ba vị cổ sư nhị chuyển. đám cổ sư nhị chuyển này không phải là không muốn chiến đấu, chỉ là chân nguyên của bọn họ đã tốn hao quá nhiều khi chiến đấu với đàn sói, không còn chân nguyên, chiến lực cổ sư rơi xuống đáy cốc. nhìn thấy thảm trạng của danh địa Trịnh gia, đám người bối ra đều trở nên trầm mặc. bọn họ không khỏi liên tưởng đến tình huống danh địa của mình bị công hãm trước đó, người nào cũng nghiến răng nghiến lợi, siết chặt hai tay trong lòng tràn ngập phẫn nộ và cảm giác thê lương. Loạn thế sắp đến rồi. Bắc Nguyên cứ 10 năm một lần sẽ xuất hiện một trận bão tuyết lớn, nhắc lên một trận tranh giành nơi lưu trú giữa các quần hùng. Đến lúc đó, sự dung chuyển sẽ tác động đến toàn bộ Bắc Nguyên, tình huống hôm nay bất quá chỉ là mở màn mà thôi. Người tiện như cỏ, lang bạt kỳ hổ gia tộc cỡ vừa và nhỏ chẳng khác nào lục bình, luôn bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, ai nấy cũng đều thân bất do kỷ. Người nào chủ quan một chút sẽ bị cắt sạch ngay cả gia tộc cỡ lớn ngày nào cũng như dẫm trên tấm băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí chỉ có những gia tộc siêu cấp đã từng có cổ tiên bản thân có được phúc địa như vậy mới có được cơ nghiệp muôn đời không ngã tộc trưởng đại nhân chân nguyên chúng ta đã khôi phục ban đầu chúng ta muốn nhờ trịnh gia cứu viện nhưng bây giờ trịnh gia đã thất bại chi bằng làm cú hồi mã thương cứu vớt tộc nhân chúng ta lúc này có gia lão đề nghị không sai khẩu vị thường minh tâm quá lớn xông phá danh địa ta xong lại trùng sát trịnh gia chiếu theo xu thế điên cuồng này nói không chừng hắn sẽ còn đến đối phó bùi gia chúng ta nhân cơ hội này quay trở về mặc dù nhân số cát gia ở đó nhiều hơn chúng ta nhưng cũng chỉ là cổ sư nhất chuyển nhị chuyển chỉ có một vị gia lão tam chuyển mà thôi các gia lão không khỏi tâm động vội vàng nhìn tộc trưởng của mình tuy nhân số của bọn họ ít nhưng đều là tu vi tam chuyển tộc trưởng lại là cảnh giới tứ chuyển thực lực cường đại tất có thể tạo thành sung kích rất có khả năng cứu được bản tộc nhưng vị tộc trưởng bối ra lại lắc đầu quả quyết bác bỏ không được mặc dù cắt ra để lại ít người chúng ta thật sự có thể đoạt lại danh địa nhưng rồi như thế nào nhân số chúng ta quá ít trận chiến này tất sẽ để lộ tin tức sau khi thường minh tâm nhận được tin tức nếu quay lại giết chúng ta chúng ta có thể thủ được sao có thể mang toàn bộ tộc nhân an toàn chạy thoát sao đám gia lão bối ra đều im lặng bối thảo xuyên nói không sai lần phòng thủ đầu tiên của bọn họ thực lực hoàn hảo nhưng vẫn bị đàn sói đánh vỡ hú chi tình thế bây giờ cứ để bọn họ trở thành tù binh đi yên tâm đi các người nhìn xem sau khi cắt ra chiến đấu xong chỉ ước thúc tộc nhân không tàn sát tù binh bọn họ muốn lớn mạnh thực lực của mình hừ khẩu vị quá lớn rồi đấy bối thảo xuyên hừ lạnh tiếp tục nói tộc nhân chúng ta tạm thời gửi lại chỗ bọn họ trong thời gian ngắn ngược lại có thể tiêu hao lương thảo của bọn họ, khiến bọn họ phải rút ra càng nhiều nhân thủ, phân hóa tinh lực. Ánh mắt một vị gia lão đột nhiên tản ra tinh mang, vậy chi bằng chúng ta trực tiếp tấn công nơi ở của bọn chúng. Bây giờ các gia chẳng qua chỉ là gia tộc hạng chung. Hiện tại, bọn chúng gần như thôi động toàn bộ lực lượng, phòng ngự trong đại bản doanh sẽ không có. Chúng ta cướp bóc, đốt giết một phen, đốt trụi lương thảo của bọn chúng, khiến bọn chúng tăng thêm gánh nặng, để bọn chúng nếm thử mùi vị bị người ta công sát. Ý kiến hay. Không tệ, đó cũng là một biện pháp. Ta nhất định phải khiến cho các gia nếm thử sự đau khổ khi cửa nát nhà tan. Đám gia lão hưng phấn kêu lên. Ngu xuẩn. Tộc trưởng bối ra quát lớn, ánh mắt lạnh lùng như dao róc qua mặt mũi mọi người, đầu óc các người toàn là óc heo sao. Đốt trụi lương thảo của bọn họ, thua thiệt vẫn là tộc nhân của chúng ta. Ngươi cho rằng bọn họ không dám giết tộc nhân bắt được, giảm xuống tiêu hao sao. Nếu nhận ra là chúng ta làm, vạn nhất bọn họ giết hết tộc nhân chúng ta cho hả giận thì làm sao bây giờ bối thảo xuyên thở ra một hơi hai mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ trầm giọng nói báo thù chân chính nhất tuyệt không phải khoái ý nhất thời công sát doanh địa cát gia bất quá chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi chẳng chạm vào được căn bản của bọn họ chỉ có giết chết thường minh tâm tiêu diệt chủ lực cát gia chúng ta mới có thể lật bàn lực lượng trong tay chúng ta phải dùng trên lưỡi đao những lời này đã thức tỉnh các vị gia lão vẫn là tộc trưởng đại nhân anh minh. Có tộc trưởng đại nhân ở đây, tộc ta sẽ có hy vọng. Chúng ta đều nghe theo sự an bài của tộc trưởng ngài. Các gia lão nhìn tộc trưởng, ánh mắt hiện lên sự kính nể và yêu mến. Tộc trưởng Bối gia Bối Thảo xuyên cũng là một nhân kiệt. Khi ông ta còn trẻ đã chịu sự xa lánh của huynh đệ, lại còn là thiếu chủ không được coi trọng nhất. Ông ta rất ít khi ra tay, che giấu thực lực, biểu hiện tu vi thấp, bởi vậy trong những bữa tiệc tối hay hội nghị ông ta thường xuyên bị các huynh trưởng chế nhạo và trào phúng. Bối Thảo Xuyên là người am hiểu kiên nhẫn, kiềm chế không phát, chỉ nhìn các huynh đệ nội đấu, còn mình thì lặng im tích lũy thực lực. Khi lão tộc trưởng bối ra bệnh tình nguy kịch, rốt cuộc ông ta cũng chờ được cơ hội. Lúc đó, lão tộc trưởng bối ra bị cổ trùng phản phệ, cần một con cổ khác để chữa thương. Nhưng sau khi gia tộc tìm hiểu, phát hiện con cổ này đang ký sinh trên người một con vạn thú vương linh tê. Quy mô đàn linh tê chừng 8 vạn, trên dưới gia tộc không còn cách nào. Trong lúc tuyệt vọng, bối thảo xuyên đã một mình lẻn vào khu vực nghỉ ngơi của đàn thú. Trải qua nhiều ngày quan sát, ông ta phát hiện có những lúc vạn thú vương linh tê sẽ rời khỏi đội ngũ, đến một đầm lầy để chơi đùa, chơi mệt sẽ ngáy o. Nước bùn thối như hố phân, lại sinh trưởng rất nhiều giòi bọ. Nhưng bối thảo xuyên vẫn mai phục bên trong nước bùn 7 ngày 7 đêm không động đậy. Thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cuộc ông ta cũng chờ đợi được vạn thú vương đến chỗ này chơi đùa nhưng hình thể của vạn thú vương linh tê quá khổng lồ nó đạp chúng bắp chân của bối thảo xuyên đang núp bên trong giẫm nát xương đùi của ông nhưng bối thảo xuyên vẫn yên lặng chịu đựng không rên một tiếng đợi vạn thú vương chơi đùa mệt mỏi nằm ngay o o lúc này ông ta mới ra tay ăn cắp con cổ trùng hoang dại kia trên người vạn thú vương linh tê bối thảo xuyên có được cổ trùng hoang dại chịu cảnh nguy hiểm thập tử nhất sinh sau khi rời đi đã ngựa không dừng vó chỉ dựa vào một chân nhảy nhót trở về cứu sống lão tộc trưởng. Toàn tộc chấn động. Hành động này của Bối Thảo Xuyên đã cảm động trời, đồng thời chứng minh ông ta là người dũng khí tuyệt luân, mưu trí cẩn thận, khiến toàn tộc phải lau mắt mà nhìn. Các huynh đệ của ông ta, vì ông ta để lộ thực lực tam chuyển đỉnh phong mà cảm thấy kinh ngạc cực độ. Sau khi lão tộc trưởng được cứu sống, kích động đến lau nước mắt, nói, trong cuộc đời của lão phu, số lần chảy nước mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay rơi lệ không phải bởi vì lão phu được kéo dài hơi tàn, may mắn sống tạm bợ mà là lão phu có được đứa con trai như thế này. Thân là phụ thân, lão phu vô cùng cảm động vì hiếu tâm của nó. Thân là tộc trưởng, càng cảm thấy cao hứng cho tương lai của tộc. Ngay tại chỗ, bối thảo xuyên được phong làm thiếu tộc trưởng của tộc. Bối thảo xuyên có được vị trí này, không còn giấu rốt nữa, vừa xử lý sự vụ của gia tộc một cách rõ ràng, tranh thủ sự tán thành của các phe, vừa chèn ép các huynh đệ tỷ muội khác, vững chắc địa vị của mình, không cho bất kỳ ai có bất kỳ cơ hội cạnh tranh. Cuối cùng, ông ta đã thành công trở thành tộc trưởng của gia tộc, chăm lo quản lý, đưa bối gia dần dần lớn mạnh, liên tiếp vượt qua nhiều lần khó khăn, cuối cùng đi đến ngày hôm nay. Mặc dù bối thảo xuyên tuổi không cao nhưng ông ta rất có uy tín trên giới bối gia, được các gia lão tín phục. Thái thượng gia lão đại nhân, tộc trưởng đại nhân, các vị gia lão, chúng ta đã hoàn toàn khống chế doanh địa Trịnh gia, thu hoạch được rất nhiều. Gia lão phụ trách quét dọn chiến trường hưng phấn báo cáo đoán sơ qua, trận chiến này chúng ta đoạt được nguyên thạch ít nhất phải hơn 800 triệu. Cổ trùng có đến mấy ngàn, trong có cổ tam chuyển có đến hơn 100 con. Còn một cổ phòng mật thất đang được phá giải. Nghe được chính quả như vậy, từ trên xuống dưới các gia đều lộ ra vẻ vui mừng. Công chiếm trịnh gia, thu hoạch của bọn họ còn lớn hơn so với bối gia. Trịnh gia thuộc gia tộc cỡ chung, nội tình khá thâm hậu. Cho dù đã bị tổn thất trong cuộc chiến, nhưng vẫn lưu được số tài nguyên khổng lồ thái thượng gia lão đại nhân, tộc trưởng đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Vị gia lão này hồi báo xong, lập tức hỏi tiếp. Từ trên xuống dưới các gia đều nhìn Khương Nguyên. Mặt Khương Nguyên vẫn không chút biểu cảm, tiếp tục tấn công, mục tiêu là bùi gia. Gió đêm gào thét, đàn sói kêu gào. Bên trong tường thành, bùi gia và các gia đang triển khai kịch chiến. Lửa, kim quang, thiểm điện, dây leo đủ loại công kích giao nhau, tạo thành khói lửa sáng ngời, vén một góc của màn đêm đen kịt. Giết, công phá tường thành, diệt bùi ra. Đánh mạnh cho ta, giết sạch đám tặc tử cát ra. Hai bên chỉ huy, liều mạng gầm rú, cổ vũ sĩ khí song phương. Mùi máu tanh nồng đậm quanh quẩn toàn bộ chiến trường. Tàn chi toái thể, sát chết khắp nơi, cổ sư ngày thường tôn quý, bây giờ mệnh tiện như cỏ. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là thi thể sói hoang. Nhìn vạn lang vương sói mai rùa một lần nữa bị đánh lui, trong lòng Khương Nguyên âm thầm thở dài, bởi vì liên tiếp đánh Bối Gia và Trịnh Gia, tin tức không khỏi dò dỉ ra ngoài. Khi Khương Nguyên xuất lĩnh cắt ra đánh tới Bùi Gia, Bùi Gia đã có sự phòng bị nghiêm mật. Sau khi mất vạn thú vương sói đêm, trong tay Khương Nguyên bây giờ chỉ còn vạn lang vương sói mai rùa và vạn lang vương sói gió. Vốn hai bên kịch chiến, bọn chúng cũng có thể tạo thành uy hiếp cho phòng tuyến Bùi Gia. Nhưng có một người Khương Nguyên phải điều động một vạn thú vương công kích người này chính là đại tộc trưởng bùi gia bùi yến phi trên chiến trường ông ta là mục tiêu vạn chúng chú mục danh tiếng còn cao hơn cả hai con vạn lang vương bùi yến phi thân cao tám thước tướng mạo đường đường hai mắt tinh mang bức người lưng sói eo ong lúc này ông ta đang tả sung hữu đột trong đàn sói đánh đâu thắng đó hiển lộ phong phạm của một mãnh tướng vô song điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là cặp lông mày màu đen của ông ta chính giữa đậm hai bên nhọn đuôi lông mày nhướng lên giống như đôi cánh của con chim yến lông mày này không phải là do trời sinh mà là do hai con cổ cánh yến tứ chuyển hóa thành bởi vì người này tung hoành chiến trường không ai có thể khắc chế khương nguyên phòng bị ông ta tập kích đành phải điều động một con lang vương bảo vệ cho hắn cứ như vậy chỉ còn con vạn lang vương sói mai rùa trùng sát tiền tuyến do đó lực trùng kích đối với bùi ra giảm xuống rất nhiều a à, một vị gia lão cắt ra trước khi chết đã hết thảm một tiếng theo tiếng hét thảm đầu của ông ta văng lên tận trời bị bùi yến phi bắt lấy lại thêm một vị gia lão chết trong tay bùi yến phi nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất cả mọi người cát ra đều rúng động bùi yến phi cũng không trực tiếp tìm khương nguyên gây phiền phức mà vò thẳng tung hoành trong bầy sói liên tục giết chết ba vị gia lão cát ra cứ như vậy ông ta không những không bị vạn lang vương dây dưa mà còn giải phóng được chiến lược bản thân đồng thời gián tiếp kềm chế con vạn lang vương sói gió phát huy có thể thấy được ông ta vũ dũng mưu trí đến cỡ nào. Còn có ai đến nữa? Bùi Yến Phi thôi động cổ cánh Yến, bay lên giữa không trung, nghiêm túc hét lớn. Âm thanh của ông ta trực tiếp bao phủ tiếng sói chu, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Các gia im lặng, còn nhóm cổ sư bùi ra thì sĩ khí đại trấn. Thật sự là mãnh tướng. Khương Nguyên tán thưởng một câu. Bùi Yến Phi có được kỹ thuật phi hành rất mạnh, am hiểu phi hành tầng thấp. Mặc dù còn chưa đạt đến tình trạng đại sư phi hành, nhưng cũng trên lệch không xa. Ông ta là cổ sư kim đạo, thế công bé nhọn, người bình thường khó mà chống đỡ, lại có năng lực di động kiệt xuất. Trong chiến trường tả sung hữu đột, tốc độ cực nhanh, chẳng khác nào thiên mã hành không, quả thật tùy tâm sở dục. Người có chiến lực mạnh hơn ông ta thì lại không có năng lực di chuyển như ông ta. Có thể theo kịp tiết tấu của ông ta thì lại không có lực chiến đấu bằng. Có mấy lần, Khương Nguyên đưa vạn thú vương sói gió đến tiền tuyến, Bùi Yến Phi lại vòng một đường vòng cung trực chỉ Khương Nguyên. Tất cả những người của các gia đều không thể ngăn cản, Khương Nguyên đành phải gọi vạn lang vương sói gió trở về. Mặc dù chiến lực của con vạn thú vương sói gió này mạnh hơn Bùi Yến Phi mấy lần nhưng dù sao nó cũng là dã thú, mưu trí không đủ. Cho dù có Khương Nguyên khống chế, nhưng tính linh hoạt vẫn không bằng Bùi Yến Phi. Vạn thú vương trong tay ta quá ít, đối phó một Bùi Yến Phi đã phải giật gấu vá vai rồi. Quy mô của đàn sói thật ra không nhiều, đàn thú chân chính ít nhất phải có 10 vạn con ba đại sư nô đạo bắc nguyên hiện tại là mã tôn dương phá anh giang bạo nha trong tay đều nắm chắc đàn thú 10 vạn thậm chí trong tay bọn họ còn có một tiểu đội dị thú làm lực lượng vương bài khương nguyên nhìn chiến trường trong lòng càng có ý định khuếch trương đàn thú mặc dù đàn thú trong tay hắn không ít nhưng ứng đối ba trận liên tiếp lập tức lộ ra thực lực yếu kém nhất là chiến lực cao cấp thiếu một cách trầm trọng bên trong thế giới cổ sư chúa tể cuộc chiến vẫn là cổ sư cao chuyển Khương Nguyên vừa nghĩ vừa điều động con Thiên Lang Vương, Bách Lang Vương xuất lĩnh đàn sói, hình thành thế công dày đặc, đẩy mạnh vào doanh địa Bùi gia. Đàn sói gào thét, khí thế hùng hổ giống như thủy triều, khiến cho đám cổ sư trên tường thành không khỏi khẩn trương, cuống quýt điều động hết thảy. Thế công này quá lăng lệ, mau đưa đội dự bị lên phòng thủ cùng một chỗ. Các cổ sư thổ đạo nhanh sửa chữa tường thành. Đứng vững, nhất định phải đứng vững, không cần phải tiếc rẻ chân nguyên. Rầm 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 rất nhiều ngọn lửa bùng lên, phát nổ trong đàn sói. Phi thương, phi tiễn màu vàng dày đặc như cá, khiến đàn sói thương vong thảm trọng. Mấy vị gia lão liên hợp ra tay, hình thành hai ba vòi rồng cỡ nhỏ, hoành hoành trong đàn sói, hất tung rất nhiều con sói lên năm sáu trượng trên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất mà chết. Chúng ta cũng ra tay thôi, đám người cắt ra cũng triển khai phản công. Cổ quỷ viêm Hai ba ngọn lửa xanh phun lên tường thành, đám cổ sư vì thế mà đại loạn, Toàn thân bị lửa quỷ âm lãnh bao phủ. Bọn họ phát ra tiếng kêu thảm, lửa quỷ không tạo thành vết thương trực tiếp nhưng lại thiêu đốt linh hồn của bọn họ, sự đau đớn này vô cùng kịch liệt. Cổ quyền thạch. Một tảng đá rất lớn như người nắm chặt thiết quyền xông phá không khí, phát ra tiếng rít của hổ báo, sau đó nặng nề đấm vào tường thành. Tường thành bị nện thật sâu tạo thành cái hố nhỏ, sau đó vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Mấy vị cổ sư đứng trên tường thành không vững, bị rơi ngã xuống đất cổ lưới điện một dòng điện tạo thành tấm lưới lớn bay về phía không trung sau đó rơi xuống bao phủ một đoạn tường thành các cổ sư đứng trên tường thành bị tấm lưới điện trói buộc người có cổ phòng ngự thì ương ngạnh chống cự người không có thì bị nướng thành than chết đến mức không thể chết thêm đối kháng trong thời gian ngắn đã tạo thành thương vong rất lớn khiến cho chân nguyên cổ sư nhanh chóng tiêu hao như vậy kéo dài không được bao lâu thì ngưng lại cổ sư cắt ra bùi ra dừng tay lui về phía sau Người thì ngồi xuống ngay tại chỗ, tranh thủ thời gian khôi phục chân nguyên. Thời cơ chính là lúc này, đang ngồi trên Bạch Nhãn Lang, ánh mắt Khương Nguyên sáng lên. Trong lúc hai bên đang thở dốc, hắn bỗng nhiên ra tay. Cổ Lang Yên khói nhanh chóng bao trùm chiến trường, chữa trị thương vong, khôi phục sức chiến đấu cho đàn sói. Cổ sói chu. Khương Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, đàn sói ngay sau đó cũng gào thét, phát ra chiến lực điên cuồng. Lại thêm một đàn sói gia nhập chiến trường đàn sói còn sót lại cũng nhanh chóng đi theo, hình thành một đợt thủy triều mới. Thủy triều này trực chỉ tường thành bùi ra. Đoạn tường thành này vừa mới bị quyền thạch oanh trúng, tạo thành hố sâu, tràn ngập nguy hiểm. Rao, wow. vạn lang vương sói mai rùa cũng chạy đến. Cổ sư đứng trên tường thành cố gắng phát ra thế công, nhưng công kích của vạn lang vương sói mai rùa quá mạnh, đã đánh sụp tường thành. Tường thành sụp đổ, phong tuyến dò dỉ một mảng lớn, rất nhiều sói hoang chen trúc mà vào, tạo thành sát thương rất lớn cho cổ sư bùi gia không ổn rồi vẫn luôn vờn quanh khương nguyên tìm cơ hội sau khi nhìn thấy cảnh này bùi yến phi không thể bình tĩnh nhanh chóng triển khai cổ cánh yến quay trở lại cổ kim lũ y tứ chuyển toàn thân ông ta bộc phát kim quang sau khi kim quang ảm đạm xuống lập tức ngưng kết thành một chiếc áo giáp cổ cánh yến tứ chuyển sau lưng ông ta mọc ra đôi cánh chim yến tổng cộng có hai đôi tăng tốc độ của ông ta lên gấp đôi cổ cầu vòng biến, tứ chuyển. Bục một tiếng, ông ta chắp tay dựng trên đỉnh đầu của mình, cả người thẳng tắp, giống như một mũi tên vạch phá bầu trời. Cổ cầu vòng biến biến hai đôi cánh yến và toàn bộ cơ thể ông ta thành một vầng sáng màu vàng. Ba con cổ tứ chuyển cùng nhau thôi động, rốt cuộc cũng hình thành một sát chiêu. Sát chiêu át chủ bài của Bùi Yến Phi, Kim Hồng nhất kích. Ông ta dùng cơ thể hóa thành cầu vòng, biến thành một đạo lưu tinh màu vàng, đôi cánh phát ra ánh sáng như mảnh vỡ của mặt trời, khiến cho người ta không khỏi nheo mắt lại. Bùi Yến Phi vẽ ra một đường vòng cung cực đẹp trên không trung, sau đó dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay đánh vào con vạn lang vương sói mai rùa. Vạn lang vương sói mai rùa dưới sự chỉ huy của Khương Nguyên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem mai rùa cứng rắn nhất nhắm ngay Bùi Yến Phi. Oanh! Bùi Yến Phi đánh trúng mai rùa, phát ra tiếng vang thật lớn, đồng thời tách ra ánh sáng màu vàng vô biên. Nhất thời, các cổ sư trên chiến trường không khỏi nhắm mắt lại. Cho dù là vậy, mắt vẫn bị kích thích đến mức nước mắt phải chảy xuống. Ánh sáng chợt ảm đạm, mọi người cố gắng mở hai mắt mơ hồ của mình ra. Toàn bộ mai rùa của Vạn Lang Vương sói mai rùa đã bị Bùi Yến Phi đánh thủng, tạo thành một cái lỗ như cửa hang. Nhìn từ bên trái của nó có thể nhìn thấy bên phải của nó. Con Vạn Lang Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị trọng thương như vậy, chiến lực của nó đã giảm xuống mức thấp nhất. Còn Bùi Yến Phi thì sắc mặt trắng bệch, lơ lửng giữa không trung tiếng kinh hô ồn ào lúc này mới vang lên. Các cổ sư cát gia cố kiềm chế còn bùi ra thì quân tâm đại định, hô to khẩu hiệu tộc trưởng uy vũ. Đại nhân, bùi yến phi khổ chiến đã lâu, bây giờ lại thi triển sát chiêu, đả thương vạn lang vương, chân nguyên trong người không còn thừa bao nhiêu. Hiện tại đang là cơ hội công sát rất tốt. Các quảng hưng phấn quát lên. Khương Nguyên nheo mắt lại. Các quảng nói không sai, bùi yến phi chiến đấu lâu như vậy, chân nguyên đúng là không còn lại bao nhiêu. Điều này Khương Nguyên tất nhiên là đã biết rõ ràng. Nhưng Khương Nguyên có ký ức của 500 năm kiếp trước, hắn biết trong tay Bùi Yến Phi có một con cổ tên là cổ rút củi dưới đáy nổi. Con cổ này cao đến ngũ chuyển, có thể giúp cho cổ sư bộc phát rất nhiều chân nguyên, nhưng cảnh giới tu vi sẽ bị hao tổn. Đương nhiên, chỉ dựa vào điều này còn chưa đủ để Khương Nguyên từ bỏ. Chỉ là doanh địa của chúng ta, doanh địa chỉnh gia, doanh địa bối gia có tin giữ nào truyền đến không? Khương Nguyên quay người lại hỏi. Các Quảng vội vàng đáp, không có. Khương Nguyên lập tức cười lạnh, ra lệnh, chiến lược tộc ta đang xa sút bùi ra thì thương vong rất nhiều. Mục đích đã đạt được, chúng ta rút lui. Bối thảo xuyên chăm chú nhìn cuộc chiến phát triển. Bên cạnh ông ta còn có 11 vị cổ sư. Ngoại trừ gia lão bối ra, còn có mấy vị gia lão trịnh gia đều được bối thảo xuyên gọi đến. Mục đích duy nhất bọn họ đến đây chính là chảm từ thường minh tâm, nghịch chuyển toàn bộ thắng bại cuộc chiến. Các gia là một đám ô hợp, không đáng phải lo. Điều quan trọng chỉ có một, chính là lang vương thường minh tâm. Chỉ cần giết chết hắn, thắng lợi chính là chúng ta. Chúng ta còn có hy vọng lật bàn. Ánh mắt bối thảo xuyên lóe lên tinh quang, vừa quan sát chiến trường, vừa không quên cổ vũ sĩ khí của người bên cạnh. Đám gia lão trịnh gia đã bị ông ta thuyết phục, tộc trưởng bối gia nói không sai, nhưng khi nào thì chúng ta tấn công. Bối thảo xuyên nheo mắt, phải kiên nhẫn. Lang vương là người vô cùng cẩn thận, chỉ đến tiền tuyến mới điều động vạn lang vương sói mai rùa nhưng luôn giữ vạn thú vương sói gió bên cạnh lực phòng ngự của hắn khá đầy đủ tuy thực lực của chúng ta mạnh nhưng cơ hội đột kích chỉ có một lần một khi không thành công chúng ta chỉ còn lại một đường cường công đến lúc đó chúng ta không còn con đường nào có thể thủ bị hãm trong thủy triều đàn sói cơ hội giết chết thường minh tâm lại càng mong manh đến lúc này trên chiến trường lại bộc phát một trận đối chiến kịch liệt trước nay chưa từng có các loại công kích đủ mọi màu sắc tràn ngập trên không chiến trường tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai nhìn cảnh tượng như vậy trong lòng mọi người đều thắt lại trên chiến trường như thế cho dù là cổ sư tam chuyển cũng trở nên vô cùng nhỏ bé chỉ có cổ sư tứ chuyển ngũ chuyển mới là trụ cột đại nhân bây giờ là thời cơ ra tay tốt nhất của chúng ta một vị gia lão bỗng nhiên đề nghị không vội bối thảo xuyên khoát tay cuộc chiến kéo dài được một lúc lúc này lại có gia lão không nhịn được tộc trưởng đại nhân đã đến lúc rồi thừa dịp các cổ sư cát gia đang khôi phục chân nguyên chúng ta tiến lên tất có thể giết bọn chúng trở tay không kịp không mục tiêu của chúng ta chỉ có một đó chính là thường minh tâm mặc dù trận đối chiến vừa rồi rất kịch liệt nhưng đàn sói bên cạnh thường minh tâm lại càng nhiều bối thảo xuyên lập tức bác bỏ sau đó khương nguyên đột nhiên ra tay nhạy bén bắt lấy chiến cơ đánh một đoạn tường thành đổ sụp đây là phát triển mang tính then chốt. Phòng tuyến bùi ra rốt cuộc đã bị xé một lỗ hổng. Rất nhiều sói hoang chen trúc chạy vào, đồng thời vạn lang vương sói mai rùa cũng chạy theo. Lần này không xong rồi, phòng tuyến đã bị vỡ. Đàn sói đã triển khai thế công, cục diện bùi ra đang gặp nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta mau ra tay thôi. Nếu còn không ra tay, bùi ra sẽ xong đời. Bây giờ ra tay, chúng ta còn có thể cứu vãn cục diện này. Không, bối thảo xuyên đứng dậy, ánh mắt lấp lóe tinh mang, trong lòng tràn ngập vui sướng. Chiến cơ mà ông ta đang chờ đợi rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Chỉ cần phòng tuyến Bùi gia bị công phá, Thường Minh Tâm Tất sẽ thôi động đàn sói, tấn công quy mô doanh địa Bùi gia. Cứ như vậy, lực lượng phòng ngự bên cạnh hắn sẽ giảm xuống, từ đó tạo cơ hội tập kích cho Bối Thảo Xuyên ông ta. Nếu bây giờ ra tay, chỉ khiến cho Thường Minh Tâm kịp thời phát hiện, thu nạp đàn sói, chiến cuộc sẽ một lần nữa lâm vào giằng co. Sau khi bại lộ, chúng ta sẽ mất đi cơ hội chém giết quý giá. Ba nhà chúng ta liên minh, dựa vào cái gì tổn thất của bùi gia ít hơn chúng ta chứ. Lang vương cẩn thận như vậy, tuyệt không phải là nhân vật dễ đối phó. Chỉ có dùng bùi gia làm mồi nhử, để hắn nhấm nháp tư vị thắng lợi. Khi hắn buông lỏng cảnh giác, đó mới là cơ hội để chúng ta giết chết hắn. Trong nháy mắt, trong đầu bối thảo xuyên suy nghĩ thật nhanh, tâm tư chuyển động vài vòng. Nhưng ngoài miệng ông ta lại không nói thẳng như vậy, chờ thêm lát nữa, chúng ta tuyệt không thể rối loạn chúng ta hãy tin vào bùi yến phi dù sao ông ta cũng là mãnh tướng nổi danh bắc nguyên các người cho rằng thực lực của ông ta chỉ có bấy nhiêu một đám cổ sư tam chuyển nghe xong miễn cưỡng dừng bước bối thảo xuyên vừa dứt lời bùi yến phi đã thi triển sát chiêu kim hồng nhất kích tiếng nổ mãnh liệt hào quang sáng trói khiến cho tất cả mọi người phải giơ tay che mắt mình lại đợi ánh sáng tiêu tán vạn lang vương sói mai rùa bị trọng thương bùi yến phi thì lơ lửng bên trên phế tích Sắc mặt tái nhợt. Mạnh thật, chỉ một kích nhưng đã đả thương được vạn thú vương. Đây là sát chiêu của Bùi Yến Phi, quả nhiên ghê gớm. Vẫn là tộc trưởng bối ra lợi hại, nhìn thấy rõ toàn bộ cục diện, lão phu xin lĩnh giáo. Các gia lão biểu hiện sự sợ hãi và thán phục đối với chiến lực của Bùi Yến Phi, đồng thời tán thưởng sự anh minh của Bối Thảo Xuyên. Khóe miệng Bối Thảo Xuyên khẽ động, ông ta ngược lại càng muốn Bùi Yến Phi không thủ được nơi này. Vẫn còn cơ hội, nhưng phải chờ thêm một lát. Bùi Yến Phi thi triển sát chiêu cường đại như thế, nhất định đã hao tổn chân nguyên rất nhiều. Nhìn sắc mặt của ông ta, hiển nhiên bản thân cũng không dễ chịu. Chỉ cần vạn lang vương sói gió ở bên cạnh thường minh tâm, lang vương sẽ đứng ở thế bất bại, bùi gia vẫn ở thế hạ phong. Nếu đàn sói đánh vào doanh địa bùi gia, chúng ta sẽ có kế hoạch mới. Nếu bùi Yến Phi chiếm ưu thế, ta sẽ bỏ đá xuống giếng, tiến hành phối hợp, cho thường minh tâm một kích trí mạng. Bối thảo xuyên suy nghĩ như điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt đã điều chỉnh kế hoạch. Ta còn có cơ hội, còn có hy vọng, nhưng giờ phút này không thể bối rối, phải ổn định, phải kiên nhẫn. Chỉ cần giết chết Thường Minh Tâm, lật bàn thì không nói, thanh danh của ta cũng sẽ vang dội. Sau khi đầu nhập vào Lưu Văn Vũ, ta sẽ được coi trọng nhiều hơn, dành càng nhiều cơ hội cho gia tộc. Bối Thảo Xuyên không ngừng động viên bản thân. Nhưng vào lúc này, con ngươi của ông ta đột nhiên co rụt lại, chửi bậy một câu, mẹ kiếp. Các gia lão vội vàng nhìn hắn ánh mắt kinh ngạc. Cho đến nay, mặc dù thế cục không tốt, nhưng bối thảo xuyên đều tính toán kỹ càng, ung dung tự tin, vì sao lại thất thố như vậy. Bối thảo xuyên không chú ý đến ánh mắt của người khác. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiến trường, lẩm bẩm tại sao thường minh tâm lại lựa chọn rút lui vào lúc này. Lang vương rõ ràng đang ở thế thượng phong, mặc dù vạn lang vương sói mai rùa bị trọng thương nhưng chưa chết. Trong tay hắn vẫn còn một con vạn thú vương sói gió. Trái lại Bùi Yến Phi đã như nỏ mạnh hết đà. Quan trọng nhất là Phòng tuyến doanh địa Bùi gia đã bị xé thành lỗ hổng. Chỉ cần dồn sức đánh vào lỗ hổng này, áp lực phòng thủ của Bùi gia sẽ tăng lên mấy lần, rất có thể sẽ không còn phòng thủ được. Chỉ khi nào đàn sói có quy mô xâm lấn doanh địa Bùi gia, Bối Thảo Xuyên ông ta mới có thể thừa cơ tập kích, cho Lăng Vương một kích chí mạng sau lưng. Nhưng bây giờ, hắn lại rút lui. Vì sao Thường Minh Tâm lại rút lui, lúc này Bối Thảo Xuyên không kịp suy nghĩ nhiều ông ta vô cùng khẩn trương, gương mặt vốn ung dung hiện lên sự kinh hoàng. Bây giờ thực lực Lang Vương rất hùng hậu, một khi rút lui, kế hoạch nhẫn nhịn của ông ta còn chưa bắt đầu đã muốn chết non. Hỏng bét hơn chính là doanh địa bối ra, Trịnh gia đều đang bị cắt ra khống chế. Một khi đàn sói lui về, mang hết tù binh và vật tư trong doanh địa đi, bối thảo xuyên xem như đánh mất gia tộc của mình hoàn toàn, ngay cả gia tộc cũng không còn, chỉ còn lại mấy gia lão bên cạnh cái danh tộc trưởng của bối thảo xuyên sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người xa thì không nói sau khi đầu nhập lưu văn vũ ông ta cũng không được coi trọng không được tuyệt không thể để thường minh tâm cứ như vậy mà rút lui dễ dàng như thế một khi hắn rút lui hy vọng lật bàn nào cũng không có bối thảo xuyên hô to trong lòng ông ta bỗng đứng dậy quát lớn các vị không thể đợi thêm được nữa thường minh tâm đã chống đỡ hết nổi bọn chúng muốn rút lui bây giờ là lúc chúng ta đánh chó mù đường, giết lang vương, đoạt lại gia tộc. Đám gia lão bên cạnh ông ta cũng nhìn thấy được tình huống trên chiến trường. Bối thảo xuyên đã khiến cho tinh thần bọn họ phấn chấn, chiến ý bừng bừng, giết, thường minh tâm, ngươi chạy không thoát đầu. Lang vương, có ngon đại chiến 300 hiệp với ta. Một đám cổ sư tam chuyển dưới sự dẫn đầu của bối thảo xuyên, triển khai tập kích mặt sau đại quân cát ra. Hừ, quả nhiên đã xuất hiện. Khương Nguyên đã sớm có đoán trước, nhìn thấy những người này cũng không cảm thấy bối rối. Hắn biết rõ, đám người bối thảo xuyên không quay trở lại doanh địa nhà mình, chỉ có hai khả năng. Một là tập kích đại bản doanh cắt gia áp dụng trả thù, hai là gấp rút tiếp viện bùi ra. Nếu cả ba doanh địa đều bình an vô sự, như vậy những người này nhất định đang tiềm phục chung quanh chiến trường. Nếu Khương Nguyên công kích doanh địa bùi ra, cùng chết với bùi yến phi, trong lúc mấu chốt, thế tất hai mặt thụ địch. Bởi vậy rút lui mới là hành động sáng suốt. Chỉ là những người này rất kiên nhẫn, đến bây giờ mới bị ta bước ra, có thể thấy được bọn họ toan tính không nhỏ. Khương Nguyên cưỡi trên người bạch nhãn lang, biểu hiện bình tĩnh. Cả đám người cắt ra không khỏi bối rối. 12 người bối thảo xuyên người nào cũng đều là cao thủ, công kích đến, một đường đánh đầu thắng đó, mang đến áp lực thật lớn cho bọn họ. Thái thượng gia lão đại nhân, bây giờ phải làm thế nào cho tốt? Các quảng hỏi. Vội cái gì chứ, cứ nghe lệnh ta rút lui là được. Khương Nguyên cười lạnh rút lui trên xa trường, mạo hiểm rất lớn, rất có thể trong lúc rút lui bị địch nhân truy sát, từ rút lui chuyển thành tan tán. Nhưng kiếp trước Khương Nguyên đã trải qua biết bao chiến trận, đàn sói trong tay thích hợp đoạn hậu nhất. Năng lực rút lui bình yên giữa áp lực hai phe, hắn vẫn phải có. Hắn điều lang vương sói mai rùa đến bên cạnh mình, thu nạp đàn sói, đưa bách lang vương, thiên lang vương về lại đại quân. Những loại sói bình thường lưu lại bọc hậu, tiêu hao chân nguyên của truy bình. Quả nhiên, một lát sau thế sông lên của đám người bối thảo xuyên chậm lại bắt đầu sử dụng chân nguyên bên trong không khiếu thật ghê tởm chẳng lẽ cứ như vậy nhìn thường minh tâm rút đi sao bối thảo xuyên cắn nát môi mở to mắt đỏ bừng vạn phần không cam lòng bùi yến phi ngươi còn chưa xuất thủ sao nếu tối nay không giữ lại được tính mạng của lang vương ba nhà chúng ta làm sao còn mặt mũi tham gia đại hội anh hùng bối thảo xuyên gọi bùi yến phi hừ lạnh ông ta không phải mãng phu Ông ta biết bối thảo xuyên bây giờ mới tập kích, chính là muốn đem bùi ra ra làm mồi nhử. Nhưng ông ta thật sự không muốn buông tha cho lăng vương thường minh tâm. Trận chiến này, cắt ra lấy một địch ba. Nếu toàn thân trở ra, đây là sự kiện nhất chiến thành danh, đạp ba nhà bọn họ xuống dưới chân. Còn nữa, bùi ra thương vong thảm trọng. Thâm cửu đại hận này làm sao mà không báo được. Nghĩ đến đây, bùi yến phi lập tức có quyết định. Cổ đập nồi dìm thuyền ngũ chuyển. Ào 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 rất nhiều chân nguyên đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bổ sung cho không khiếu đã khô cạn của ông ta. Thường minh tâm, ngươi nạp mạng đi. Ông ta hét lớn một tiếng rồi chạy đến. Đám người cắt ra nhất thời bối rối. Khương Nguyên mỉm cười, hỏi xung quanh, người này là ai? Các quảng thật sự bội phục sự chấn định của Khương Nguyên trong lòng, sự bối rối tiêu tán hơn phân nửa, trầm giọng đáp, tộc trưởng bối ra bối thảo xuyên. Bối thảo xuyên, bùi yến phi, ha ha, loạn thế xuất anh hùng, đúng là không tệ, không tệ khương nguyên cao giọng đánh giá âm thanh vang vọng cả bầu trời đêm sau đó hắn nhảy xuống bạch nhãn lang chuyển sang một con sói lưng còng bạch nhãn lang nhảy vọt mấy bước cùng với vạn thú vương sói gió vạn lang vương sói mai rùa sóng vai đứng chung cùng một chỗ đó là bối thảo xuyên ngừng lại con ngươi đột nhiên co rụt sắc mặt bùi yến phi tái xanh cực kỳ khó coi bạch nhãn lang chính là dị thú chiến lực có thể sánh ngang với vạn thú vương trước đó bọn họ quá chú ý khương nguyên không để ý đến bạch nhãn lang bây giờ bạch nhãn lang chủ động đứng ra thân phận lập tức bại lộ đúng là ghê tởm bùi yến phi nghiến răng ken két bất đắc dĩ ngừng truy kích nếu khương nguyên chỉ còn con vạn thú vương sói gió thì còn dễ nói nhưng bây giờ lại xuất hiện một con bạch nhãn lang thực lực như vậy đủ để ngăn chặn truy kích thậm chí còn có khả năng phản công bùi yến phi không dám mạo hiểm đẩy bùi ra vào hiểm cảnh ông ta lựa chọn dừng tay Bên này, bối thảo xuyên cũng bất đắc dĩ dừng lại. Ông ta nhìn đại quân rút lui trong bình yên, trong lòng ngoại trừ xa sút tinh thần còn có một cảm giác lạnh, lang vương thường minh tâm, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu át chủ bài. Gió đêm gào thét dần dần ổn định lại, sương mù nồng đậm bắt đầu phủ đầy bụi cỏ dại bên chân. Đại quân cát ra chậm rãi đi dọc bờ hồ Nguyệt Nha. Từ trong chiến trường thuận lợi rút lui, trong lòng bọn họ vẫn còn lưu lại chiến ý nóng rực. Mặc dù cuối cùng vẫn không đánh hạ bùi ra, nhưng trận chiến này đã triệt để tạo ra uy phong. Người nào của các gia cũng hưng phấn trò chuyện với nhau. Trận chiến này thật sự đánh quá sung sướng. Ba nhà cầu thí kia lại muốn tìm các gia chúng ta gây phiền phức, thật sự là muốn chết. Hừ, cái gì trịnh gia, bối gia, bùi gia, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Bây giờ doanh địa bối gia, trịnh gia đều bị chúng ta công chiến. Bùi gia thương vong cũng rất thảm trọng. Trận chiến tối nay đã giúp các gia chúng ta danh dương Bắc Nguyên lấy lực của một nhà đánh liền ba nhà, chiến tích hào hùng như vậy đủ để đám cổ sư cát gia cảm thấy tự hào, kiêu ngạo. Cũng may chúng ta có Lăng Vương Thường Minh Tâm đại nhân, một vị cổ sư cảm khái nói. Lời này lập tức dẫn đến sự hưởng ứng của những người chung quanh. Ừm, đúng vậy, nếu không có đàn sói liều mạng đằng trước, cát gia chúng ta nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Đây chính là chỗ lợi hại của cổ sư nô đạo khó trách rất nhiều thế lực cho dù phải thắt lưng buộc bụng cũng phải bồi dưỡng được một hai vị cổ sư nô đạo lang vương đại nhân đã trở thành thái thượng gia lão của tộc ta bây giờ đã trở thành người một nhà với chúng ta rồi ừm thật sự là vinh hạnh khi có lang vương đại nhân bên cạnh chúng ta trận chiến này khiến cho uy vọng của khương nguyên bay vụt lên một trình độ tương đối cao trong lòng người cát gia khương nguyên một lần nữa cưỡi trên lưng bạch nhãn lang bên cạnh là tộc trưởng và một đám gia lão cát gia là thái thượng gia lão Khương Nguyên thậm chí có quyền bãi nhiệm chức tộc trưởng của các quảng Đương nhiên, các quảng là một quân cờ rất biết nghe lời Khương Nguyên cũng không định thay thế y Đại quân trở lại danh địa trịnh gia đầu tiên Ở đó, cổ sư Cát Gia đã sắp xếp xong xuôi Do 30 con ốc sen làm điền xếp thành một hàng dài vận chuyển Những con sen này được gọi là cổ ốc sen Giống như ốc sen thoát xác Nó là cổ tam chuyển Hình thể còn gấp 3 lần một con voi Toàn thân màu lam trong suốt như nước Bên ngoài còn có những hạt thủy tinh tròn màu lam, là loại cổ vận chuyển tốt nhất. Sử dụng những con cổ ốc sen lam điền này để vận chuyển vô cùng thuận tiện. Bọn chúng tiêu hao rất ít chân nguyên, cổ sư chỉ cần nhét vật phẩm vào trong cơ thể bọn chúng là được. Cổ ốc sen lam điền không có năng lực công kích. Sau khi nuốt vật phẩm, hình thể của nó cũng sẽ to lớn hơn. Hiện tại hình dáng của 30 con ốc sen lam điền đã to gấp 5 lần ban đầu, ngay cả vạn lang vương cũng không bằng một nửa của bọn chúng nhưng cho dù vậy bên trong doanh địa trịnh gia vẫn còn lại một phần vật tư nhỏ chưa trang bị xong chỉ có thể tạm thời lưu lại trong doanh địa gia lão ở lại đã đưa lên một bảng danh sách thống kê khương nguyên xem qua đúng là phong phú vô cùng chúng ta phát tài rồi đám người cắt quảng vui mừng nói lần này đúng là phất nhanh thật cướp đoạt nhiều tài sản như thế các gia chúng ta đã sắp sửa trở thành gia tộc cỡ lớn rồi những ngày này chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác tăng cường đề phòng, phòng ngừa thế lực chung quanh đỏ mắt. Nhưng chúng ta xử lý đám cổ sư đầu hàng như thế nào đây? Dựa theo lệ cũ, bọn họ chính là cổ sư nô lệ. Nhưng chúng ta không có nhiều cổ nô lệ như thế. Đám người cát gia không khỏi buồn giàu. Cát gia chỉ là gia tộc cỡ chung, nội tình yếu kém. Nếu là gia tộc cỡ lớn, năng lực tiêu hóa chiến quả sẽ mạnh hơn nhiều. Một nhóm người ở lại hiệp trợ phòng thủ, Khương Nguyên can dặn, nếu đại quân bùi ra chạy đến, cứ từ bỏ doanh địa trịnh gia chủ động rút lui bảo tồn thực lực đại quân Cát gia mang theo 30 con cổ ốc sen lam điền cùng rất nhiều tù binh tiếp tục trở về sau khi đến doanh địa bối gia đội ngũ dừng lại khi lên đường quy mô của đội ngũ lại khổng lồ thêm mấy lần trở lại doanh địa cát gia các chiến sĩ của cát gia được gia tộc cát gia nhiệt liệt hoan nghênh chào đón tiếng hoan hô vang tận mây xanh ánh sáng bình minh chiếu sáng trên mỗi gương mặt người cát gia trái lại gương mặt của những tù binh người thì như chết cha chết mẹ người thì chết lặng hai bên hình thành sự chênh lệch rõ ràng khương nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi một đường lui về hắn cũng lo lắng bùi ra sẽ truy kích xem ra bùi yến phi vẫn cố kỵ an nguy của gia tộc tiếc rẻ binh lực không tiếp tục chủ động xuất kích nếu không trên đường trở về ta nhất định sẽ gặp nhiều phiền phức đương nhiên chủ yếu vẫn là do ta thả con bạch nhãn lang ra cho thấy thực lực để bọn họ nghĩ rằng ta vẫn còn một chiến lực ngang ngửa vạn thú vương nhưng trên thực tế, Bạch Nhãn Lang của Khương Nguyên chỉ là do hắn dùng cổ tam canh thúc lớn mà thôi. Trên người nó hoàn toàn không có một con dã cổ ký sinh nào. Đây là thế giới của cổ, không có dã cổ, Bạch Nhãn Lang thậm chí ngay cả Thiên Lang Vương cũng đánh không lại. Nếu chiến đấu chân chính, Bạch Nhãn Lang cũng chỉ là một con sói hoang mà thôi. Nếu Bùi Yến Phi, Bối Thảo xuyên không bị hù sợ, tiếp tục triển khai truy sát, Khương Nguyên sợ rằng sẽ gặp phiền phức hắn đã phát huy 120 phần chiến lực của đàn sói trong tay. Tu hành lực đạo cũng chỉ vừa mới cất bước, toàn thân trên dưới chỉ có 30 quân lực đạo. Phương diện hồn phách còn chưa đạt đến trình độ thiên nhân hồn. Thực lực trong tay ta vẫn còn khá yếu kém. Tối nay chiến liên tục 3 trận, lại càng giật gấu vá vai. Bây giờ đã tạm thời an toàn, Khương Nguyên kiểm tra lại đàn sói một chút. Đàn sói vốn từ 6 vạn, tử thương thảm trọng, số lượng còn lại chưa đầy một nửa tổn thất lớn nhất là hắn đã mất một con vạn thú vương. Khương Nguyên có ba con vạn lang vương, nhưng sau trận chiến tối nay, vạn thú vương sói đêm tử chiến xa trường, vạn lang vương sói mai rùa bị thương cực nặng. Mặc dù thương thế đã ổn định lại nhưng đã hôn mê. Toàn thân vạn thú vương sói gió vết thương trồng chất, giá cổ trên người mất đi cũng không ít, chiến lực trượt dài thảm hại.